nên 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, nên. Xin chào tất cả anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ chính thức sẽ giảm giá cho em những bộ mic không dây đến hiệu Shure, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và ngày hôm nay phiên bản mới nhất, cao cấp nhất hiện nay, Shure UX39 Plus được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là sẽ báo cho anh em một mức giá rất rất là tốt ở cuối video. Thì rất là mong muốn nha anh em đang theo dõi video nhá. Các bác nào chưa like video, chưa đăng ký kênh, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây em xin phép giới thiệu chi tiết về dòng mic này, sau đó là test thử cho anh em chất âm và báo giá cho anh em với một giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Với thiết kế cho anh em nhá, mặt trước là mặt phay nhôm. Phay nhôm rất là đẹp luôn, hai bên sẽ là hai quai sách này và tai bắt vào tủ âm thanh. Các bác làm show sự kiện thì bắt trực tiếp vào cái tai ở đây. Con này thì đảm bảo cho anh em về tiếng của nó, tiếng dày, bay tiếng và độ tiếng rất là tốt, cũng như sóng sánh rất là xa, đảm bảo từ 70 đến 100 mét cho các bác làm show sự kiện, dạp cưới. Rất là yên tâm nha, anh em sử dụng dòng mic này cực kỳ yên tâm. Và màn hình sẽ hiển thị kênh A và kênh B riêng biệt. Và đây là các cái volume để chỉnh volume mic của kênh A và kênh B. Và đây sẽ là chỉnh tần số. Đấy, anh em có thể set tần số sạch hoặc là set tần số bằng tay đều được. Đấy, rất là đẹp luôn, thiết kế mới cực kỳ là đẹp. Và mặt sau của nó đây, sẽ quay em đằng sau này. Đây là mặt sau của những bộ mic Shure UX39 Plus. Sẽ có 4 anten. Con này sẽ 4 anten đảm bảo cho anh em sóng rất là xa nhá. Sóng con này cứ 70-100m, các anh em làm show sự kiện rất là yên tâm, dùng ổn định trong vòng từ 70-100m. Và có các kết nối ca lông, anh em kết nối trực tiếp xuống bàn mixer bằng hai đường ca lông này riêng biệt, kênh A và kênh B riêng biệt. Hoặc các bác đang sử dụng vang hoặc là âm ly thì anh em kết nối trực tiếp với jack 6 ly ở đây. Đấy, bên em sẽ tặng cho em jack 6 ly, anh em kết nối trực tiếp với vang hoặc là âm ly. Và quay cho em xem nội thất của dòng mic này nhá. Đây, quay nội thất trước khi em sẽ test và báo giá cho anh em thì anh em xem nội thất của dòng mic này. Một cái vỉ nội thất thì quá là khủng luôn. Đây, trang bị cho em là vỉ tím. Dòng vỉ mạch cao cấp nhất của những bộ mic không dây là vỉ tím, đảm bảo cho anh em là vỉ cao cấp nhất cũng như là dùng ổn định nhất. Đấy là dòng mạch vỉ tím này. Và con này anh em nhìn thấy nhá, 4 hộp sóng riêng biệt, 4 hộp sóng rất là lớn luôn ạ. Và cái kích thước của cái vỉ này cũng rất là lớn luôn, các bạn nhìn thấy ạ. Và đây là các cái tụ. Đấy, tụ Shure của Mỹ này. Đấy, tụ Shure rất là chất lượng. Và tất cả các IC cũng như tụ xử lý tiếng đều là các tụ nhôm. Anh em nhìn này, tụ nhôm xử lý tiếng này, IC đấy ạ. Đấy, IC xử lý tiếng của các kênh. Đấy, IC tổng xử lý tiếng rất là hay luôn. Anh em nhìn tổng quan của nó quá chất lượng luôn. Một cái vỉ mạch rất là to, kết hợp cả 4 hộp sóng lớn này. Và các tụ xử lý tiếng đều các tụ nhôm. IC xử lý tiếng rất là đảm bảo cho anh em chất âm cực kỳ là hay luôn. Đấy, tiếng dày, bay tiếng, độ tiếng tốt cũng như là 4 dâu sẽ sóng rất là xa luôn. Và đây sẽ là tay mic của những bộ mic Shure này. Đây, quay cho anh em về tay mic nha. Đây là hàng nguyên hộp cho anh em. Đây là tay mic của nó. Tất cả là vỏ tay là vỏ kim loại, vỏ inox, rất là chắc chắn cho các bác và anh em. Được sơn bóng, sơn tĩnh điện bóng cho các bác. Và con này sử dụng cho anh em là côn neo. Đấy, côn neo của Shure. Đây, côn neo của Shure. Rất là chất lượng. Dòng côn neo này sẽ đảm bảo cho các bác anh em là về độ út tiếng tốt cũng như là tiếng da dày bay tiếng. Và có giảm rú rít nhá. Cấu tạo của con em sẽ giảm rú rít rất là nhiều luôn. Và phụ kiện bên em sẽ tặng cho em đầy đủ, bao gồm này, có nguồn, có chống lăn, có jack 6 ly và có anten, 4 anten bên này. Đấy, tay mic quá chất lượng luôn cho anh em. Đây, sẽ để đây cho anh em thử chiêm ngưỡng cái tay này nhá. Đây, các bác có thể cần một chút để chiêm ngưỡng cái tay mic Shure UX39 Plus này. Quá là đẹp luôn. Đây, Shure UX39 Plus. Và đây em sẽ test cho anh em nghe thử chất âm của nó nhá. Nghe thử chất âm của trực tiếp từ bộ mic Shure UX39 Plus này. Sau đó là sẽ báo giá cho em cực kỳ là tốt. Đây. Nên 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, nên. Em test cho anh em nghe một đoạn karaoke, anh em nghe và cảm nhận chất âm của nó nhá. Đây, em một đoạn karaoke, sau đó là sẽ báo giá cực kỳ tốt cho các bác và anh em. Những câu nói trên đầu môi phải chẳng thời trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết em không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi có biết thật thà.
bài thơ. Anh trăng sáng soi hàng đêm, đưa tình yêu qua thế. Vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày? Em ở đâu cho tình tôi miên man? Bảy tháng chín ngày, bảy tháng chín ngày. Cảm nhận chất âm của nó, đảm bảo cho anh em là tiếng cực kỳ dày và bay tiếng sóng này rất là xa cho các bác làm show sự kiện. Và ngày hôm nay như đầu video em có nói rồi, em sẽ giảm giá cho các bác những bộ Mixua UX39 Plus này với một mức giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay, cộng thêm cho em là một bộ pin sạc, tặng miễn phí cho em một bộ pin sạc. Giá ngày hôm nay nhá, chỉ có 1.850.000 một bộ Mixua UX39 Plus, 1.850.000 bao ship, tặng thêm một bộ pin sạc cho các bác. Và nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em chốt mic Xua UX39 hoặc chốt mic Xua 39 Plus. Chỉ có 1.850.000, cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán, anh em test thử. Nếu mà chất âm tốt này, tiếng dày, bay tiếng và sóng xa ổn định thì em nhận hàng, không hay anh em trả lại em, ok chưa? Và hàng này hàng mới nguyên hộp bảo hành 1 năm cho anh em. Giá chỉ có 1.850.000, quá rẻ cho các bác luôn. Thì anh em theo dõi video nhá, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.